What's up? Xin chào, chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss kia. Ngày hôm nay mình rất là vui mừng vì được trên tay cho anh em một chiếc bàn phím cơ. Phải nói là rất là ngon, đến từ Idora. Và sau bao nhiêu năm đáp ứng lại cái yêu cầu của những người sử dụng bàn phím cơ tại Việt Nam, thì Idora đã cho ra một cái sản phẩm. Theo mình cảm nhận thấy đây là một trong những cái sản phẩm mà Idora làm ra ngon nhất từ trước đến nay. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái vỏ hộp. Thì cái vỏ hộp của em này có cái mã sẽ là EK387 ngay trước đây, và sẽ có dòng chữ đó là Pro Cherry. Về cái thiết kế vỏ hộp này mình thấy nó cũng khá là hay, nhìn nó trầm tính hơn nhiều so với những chiếc bàn phím cơ khác của thằng Idora. Và nó cũng chỉ lấy cái tông chủ đạo là màu đỏ và màu đen, nhìn khá là hấp dẫn như thế này. Đó, như các bạn thấy đây, không có gì đặc biệt. Nhưng mà với cái kiểu thiết kế như thế này thì mình thấy nó khá là sang trọng hơn nhiều so với những theo kiểu lè loẹt. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có dòng chữ đó là Cherry Mix, chứng tỏ em này đang sử dụng nó là Sweet Cherry, cực kỳ ngon. Rồi, chúng ta sẽ mở hộp nhé. Về cơ bản thì em này chỉ là em EK387 Pro, nhưng được trang bị đó là Sweet Cherry. Cho nên về trong cái hộp của em này thì cũng không có gì khác biệt nhiều. Ta vẫn sẽ có một chiếc bàn phím EK387 Pro như đây. Đó, có cả cái miếng che bụi như thế này. Và ngoài ra ở trong hộp thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Cái tờ giấy hướng dẫn này thì có rất là nhiều bạn cần, tại vì các bạn không thấy được cái chữ dòng FN này cộng với các nút function ở phía trên ấy. Đó, cái nút F1A24 sẽ có tác dụng gì. Thì ngày xưa Idora không có cái giấy này, sẽ làm cho rất nhiều bạn bối rối phải mò từng nút. Đó, bữa nay thì Idora đã có cái bảng này rồi, khá hay. Ở đây chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái nhổ keycap nhỏ nhắn xinh xắn. Và cái hay nữa là Idora vẫn sẽ trang bị cho chúng ta một cái dây cáp rời xoắn màu đỏ đen, nhìn rất là đẹp. Có cả mạ vàng như thế này, dây kết nối Type-C nha các bạn. Với cái dây xoắn này thì các bạn yên tâm là nó sẽ không bị rối và cũng như là nhìn khá là sang trọng, bọc dù luôn nhé. Rồi, chúng ta sẽ bỏ hết mấy thứ này sang một bên. Rồi quay trở lại với em phím EK387 Pro Cherry. Về ngoại hình hay là thiết kế nội thất vân vân, các kiểu ngoại thất nội thất gì đấy, thì tất cả đều là y chang như con EK387 Pro mà thôi, không khác một xíu nào nha các bạn. Đó, kể cả cái lẫy này chúng ta cũng sẽ có hai nấc này, có các đường đi dây, cổng cắm Type-C, dây cáp rời, vẫn được trang bị một cái bộ keycap PPT double shot cực kỳ ngon. Mình rất thích cái bộ keycap này. Bộ keycap này là màu rất là đẹp và đồng thời nó cũng là chất liệu PPT cao cấp, thì nó sẽ không bị bóng theo thời gian, cũng như là cái chữ in trên mặt phím thì nó cũng cực kỳ là sắc nét luôn, không như những cái bộ seamless rẻ tiền khác. Vậy cái điểm đáng nói nhất ở đây chính là gì? Đó chính là về cái phần switch. Em này đang được trang bị switch Cherry đến từ Đức, một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và rất là lâu đời rồi. Về độ bền thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa, đó, nó được chứng thực qua rất là nhiều năm. Đồng thời là về cái cảm giác gõ của em là Cherry Switch thì nó cũng sẽ tốt hơn nhiều, nhất là về cái tiếng của nó sẽ không có vang như những con Otemu. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem, nó không có bị vang, và đồng thời là cái cảm giác bấm cái khớp của nó rất là rõ ràng, tiếng của nó cũng sẽ cực kỳ là thanh thoát. Về cái phần đánh giá bên ngoài của em bàn phím này thì các bạn cũng có thể xem lại cái phần đánh giá của con EK387 Pro mà mình đã làm ở phía trên đây. Đó. Còn bây giờ hôm nay mình sẽ chỉ nói về cái ưu điểm và nhược điểm của em này thôi. Về cái ưu điểm thì nó vẫn giữ được tất cả những cái gì nổi bật nhất từ con EK387 Pro. Đó, về thiết kế, về keycap như mình đã nói ở trên, về cả các cái phụ kiện đi kèm nữa. Và cái điểm đáng nói nhất của em này đó chính là về cái giá thành. Với giá của nó chỉ khoảng hơn 1,3 triệu mà các bạn đã có một chiếc bàn phím sử dụng Cherry Switch, thì phải nói là em này là thuộc dạng là phá đảo, phá game đấy. Không có một con bàn phím nào mà mình đánh giá là nó có thể trong phân khúc này mà có thể ngon hơn em này được. Nó có thể đánh bại được cả những cái bàn phím mà cây cáp khá là màu mè nhưng mà sử dụng Switch Colon. Cái điểm yếu của em này đó chính là về cái chân stab. Cái stab của em này thì vẫn đang sử dụng stab clone thôi, tức là nó sẽ không được ngon cho lắm, mặc dù đã được pre-look. Tuy nhiên thì về cái độ mượt
thì nó sẽ không mượt bằng những cái stack của Cherry, và nó chắc chắn là sẽ cho cái trải nghiệm không được ngon bằng. Không, một điểm trừ nữa của em này đó chính là cái phần led. Rất tiếc thì cái ba mặt của em này không có hỗ trợ mock led nha các bạn. Mặc dù là nó có chân cắm led nhưng vẫn sẽ không hỗ trợ mock led được. Đấy là mình theo thông tin mình nhận được từ phía bên nhà phân phối, chứ còn thực sự thì mình cũng chưa có kiểm tra kỹ. Nhưng theo nhà phân phối thì thấy nói rằng sẽ không mod led được. Đó, tức là sẽ không có độ led vào cho em này được, mà nó sẽ mặc định là chỉ có không led như vậy mà thôi. Và đó là hai cái điểm yếu mình thấy là vẫn còn đang hiện hữu từ trên EK387 Pro Cherry. Tổng quan lại thì em này là quá ngon rồi, trong cái mức giá chỉ hơn 1,3 triệu. Và bây giờ cái phần quan trọng nhất thì mình sẽ cũng sẽ gõ thử cho các bạn nghe tiếng nghe và nhận xét về cái cảm giác gõ của em này. Như vậy là mình đã vừa mới đi gõ thử cho các em nghe về ba cái switch của em này. Đầu tiên đó là blue, red rồi brown switch. Thì như các bạn đã biết đấy, Cherry thì nó đã có tiếng từ rất lâu rồi. Và riêng về cái phần cảm giác gõ thì mình thấy Cherry có cảm giác gõ cực kỳ là chân thật, và nó cho cái cảm giác gõ khác hẳn những cái switch của Otemu. Đặc biệt là về cái phần nảy thì nó sẽ cho cái độ nảy tốt hơn nhiều, và cái tiếng vang của nó cũng sẽ không còn như những con switch Otemu. Khi mình bấm thì nó sẽ nghe rất là vang, khá là khó chịu với những người nào kỹ tính. Tuy nhiên thì các bạn để ý là những cái stack của em này thì nó vẫn nghe có tiếng lách cách đó. Do cái stack này thì nó không phải là stack chuẩn của Cherry, cho nên là nó sẽ hơi khó chịu ở điểm này. Về các phần còn lại thì mọi thứ đều rất ok. Tóm lại về cái phần cảm giác gõ của em này thì không có gì phải bàn cãi rồi. Nếu mà các bạn thích ồn ào thì cứ blue mà phang. Còn nếu mà các bạn thích êm ái thì cứ red. Còn nếu mà các bạn thích hơi bê đê một chút, tức là nó sẽ có cái sạn sạn khi mình gõ và cảm giác nó sẽ nặng hơn một xíu so với red, thì các bạn cứ quất brown như thế này. Cái đó thì nó cũng tùy cái sở thích và cảm giác của mỗi người thôi, chứ không phải là các bạn cứ nhất thiết phải nghe theo người này hay nghe theo người kia. Hãy cứ cảm nhận và theo cái sở thích của mình. Đó là cái lời khuyên chân thành. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi qua đánh giá sơ về chiếc EK387 Pro Cherry này. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì về chiếc bàn phím này, hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn muốn mua thì mình có để lại link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot Gear nhé. Bye bye!